đạo đức tiến hóa. Nguyệt Sang Giác Ngộ số 6, xuất bản tháng 9 năm 1996. Theo quan niệm của nhiều tôn giáo không phải là Phật giáo cho rằng Thượng Đế tạo ra vũ trụ, sanh ra loài người và muôn vật. Trên nền tảng có một chủ nhân là Thượng Đế kiến tạo và cai quản sinh mạng của tất cả muôn loài. Đạo đức học của các tôn giáo ấy đã xác lập niềm tin tuyệt đối nơi Thượng Đế. Từ đó, mỗi tôn giáo tự hình dung ra đấng Thượng Đế toàn năng theo cách nghĩ tưởng của riêng họ, nên có bao nhiêu tôn giáo thì có bấy nhiêu hình ảnh Thượng Đế khác nhau được đặt ra. Đối với họ, tin tưởng và làm theo ý muốn của Thượng Đế là đạo đức. Ai không làm thế là phi đạo đức. Từ quan niệm đạo đức theo kiểu như vậy, có lúc có nơi trên thế giới đã đưa đến tình trạng tệ hại. Các tôn giáo nhân danh Thượng Đế của họ để sát phạt giết chóc lẫn nhau. Trái với quan niệm đạo đức của các tôn giáo theo thần học dân mệnh Thượng Đế là quan điểm đạo đức theo khoa học đặt trên nền tảng do chính bàn tay con người tạo ra. Với cái nhìn của khoa học, đạo đức được đánh giá bằng những phát minh kỹ thuật tiến bộ mang lại lợi ích cho con người. Tuy nhiên, khi phát triển ngành khoa học tự nhiên đến cao độ, lại đưa đến tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng mà cả thế giới đang báo động, tìm mọi cách cứu vãn. Ai cũng biết nạn ô nhiễm môi sinh, các độc hại lan ra khắp nơi, trong không khí, trong dòng nước, trong lòng đất. Mỉa mai thay, từ cái đạo đức là những tiến bộ cao tột của ứng dụng khoa học giúp con người hưởng thụ tiện nghi sung sướng bao nhiêu, thì nay nảy sinh cái phi đạo đức đe dọa mạng sống của họ bấy nhiêu. Ngoài ra, quan niệm đạo đức theo nhịp tăng tốc phát triển văn minh vật chất còn dẫn đến bế tắc khác không kém thảm hại. Thật vậy, ở các nước văn minh phương Tây, mọi người lo xây dựng cuộc sống vật chất cho cá nhân, nên tình người bị giết chết. Tình thân giữa cha mẹ và con cái, giữa thầy trò, giữa con người với xã hội trở thành thứ yếu, thậm chí vô nghĩa. Đó cũng là đầu mối phát sinh nhiều tệ hại xã hội, hoặc tạo ra những hội chứng bệnh hoạn tâm lý kỳ quặc, và cũng là một trong những nguyên nhân của nạn khủng bố ngày nay. Riêng Phật giáo, vấn đề đạo đức tiến hóa được kiến giải theo nhiều cấp bậc khác nhau. Bước đầu, người tuân theo lời Phật dạy, sống đạo đức là gìn giữ mạng sống của người cùng các loài hạ đẳng. Chẳng những không sát hại mà còn bảo tồn sự sống của muôn loài, từ loài hữu tình cho đến vô tình đều giúp cho phát triển thăng hoa. Nói theo ngày nay là bảo vệ môi trường và sinh thái. Tiến hơn nữa, Phật giáo Đại Thừa nhìn về đạo đức theo chiều hướng tâm linh, từ đó quán sát theo lý trùng trùng duyên khởi của tinh thần Kinh Hoa Nghiêm, thấy được tương quan tương duyên cộng tồn bất khả phân của ta với người vật, với hệ sinh thái trong vũ trụ, dẫn đến ý thức và hành xử tất yếu là bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ các loài, chính là bảo vệ chúng ta. Là một tế bào của xã hội, nên những gì chúng ta làm lợi lạc cho đời là làm cho chính mình, và ngược lại, tu sửa bản thân ta tốt đẹp cũng là làm cho cuộc đời thăng hoa. Theo tinh thần Đại Thừa, không có ý niệm cái này làm cho mình, cái kia không phải việc mình, cái nọ của người. Đạo đức của Đại Thừa đặt nặng vấn đề làm thế nào xây dựng toàn bộ để phát triển xã hội toàn thiện, toàn mỹ, trong kinh thường diễn tả là tịnh độ. Cao hơn nữa, điều chính yếu của đạo đức Phật giáo nhằm hóa giải tâm linh, cải tạo nghiệp ác xấu cho người. Lý này thể hiện rõ qua đức độ giáo hóa của Phật và những vị chân tu thánh thiện. Các ngài không bó buộc dụ dỗ cưỡng ép người theo, nhưng đạo đức tỏa ra lực vô hình khiến người hữu duyên cảm nhận, kính phục và tự sửa đổi tâm tánh, việc làm trở thành thuần hòa, hướng thượng. Tôn Mạc Tôn Hồ Đạo chỉ kỳ đạo vô di nhân phục, mỹ mạc mỹ hồ đức duy hữu đức bất trị dân tùng. Trên bước đường tu, pháp sư giảng dạy hoặc hành giả tu Bồ Tát đạo làm mọi việc lợi lạc cho đời, sau cùng họ xả bỏ tất cả để biến công lao ấy thành đức. Bây giờ tiến cao hơn, không giảng dạy, không làm. Những người thấy đạo phong đức hạnh của hành giả mà tâm trí họ tự sáng ra, đời sống họ được an lạc, phước báo nhiều hơn. Hành giả đã thành tựu pháp giáo hóa bằng đức. Nói tóm lại,
Đức Phật vắng bóng trên cuộc đời hơn 2.500 năm, nhưng Ngài vẫn sống mãi trong tâm trí của hàng đệ tử khắp năm châu. Hàng hàng lớp lớp người tự nguyện theo dấu chân Phật, dấn thân hành Bồ Tát Đạo trên mọi nẻo đường đời. Đạo đức cảm hóa ngời sáng, mãnh liệt vô song của đấng từ tôn độc nhất vô nhị, vẫn là ngọn đuốc soi đường cho những ai muốn sống an lành, hạnh phúc, xây dựng thế giới thương yêu trong sáng và tri thức giải thoát trên hành tinh này.